Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, tôi Mateo. Chào mừng các bạn đến với channel Đông Bà Lù Vlog, cuộc sống tại châu Phi. Thì như hôm qua anh em mình cũng đã lên dọn cùng các em nhỏ trên mồ côi thì cũng như hôm qua anh em mình cũng thì cũng như hôm qua mình và Mateo đã lên cùng các em nhỏ mồ côi là đã dọn vườn để trồng rau nữa nha mọi người. Thì hôm nay là mình vừa mới đi bán rau trên nông nghiệp về, thì mình và Mateo lại tranh thủ lên để cùng các em là cải tạo vườn nha mọi người. Thì hôm qua anh em mình mới dọn được một chòm đây, tối hôm qua cũng tối rồi, nên mình nói các em là buổi sáng hôm nay là em nào mà nghỉ học đây thì ở nhà dọn này. Hôm nay các em đã dọn này, đây là giờ đang là buổi chiều, các em đã dọn là chờ anh em mình lên để làm này. Mình nói là dọn cho sạch sẽ thì chờ mình lên là để mình sẽ hướng dẫn là cuốc và cải tạo đất nha mọi người. Thì các em làm rất là sạch sẽ này. Đây, camera men. Mình thấy các em ấy làm là rất là sạch sẽ rồi này mọi người. Các em ấy đã chắc là vừa mới dọn xong, đang ngồi chờ anh em mình lên đây để làm nha mọi người. Ngồi chờ dưới. Bata. Đây. À, cô bầu. Các em là phát sạch hết này, đây là mọi người. Thì mình cũng chọn cái khu này để trồng rau, thì mình cũng đã nhìn cũng định hướng rồi. Thì đây là họ có một cái bờ rào này, bỏ rào bỏ không này. Sau này mình sẽ tận dụng trồng những cây neo lên đây cho các em. Đấy. Còn đây là cái vườn này, như ngày xưa này họ người dân ở đây hay là ai thì mình không biết, nhưng ngày xưa là chắc đã trồng cái gì rồi này, mà cỏ gì nhổ lên là vẫn có nuống đấy nhá mọi người. Bỏ hoang rất là lâu rồi này. Đây. Đu đủ ra đi mà. Đa bông. Đu đủ căng xa đủ. Sì. Đu đủ căng xa đủ. Sì. Đa bông. Lời chắc con ở là đa đồ giải. Sì. Mình đang hỏi là các em ấy là dọn sạch sẽ hết rồi hả? Nhọc hay sao mà ngồi ấy? Các em mà rất là nhọc nhá mọi người, kiểu là sức thanh niên mà mọi người. Thì các em ấy chắc là buổi làm mới buổi thứ hai đây, nên hôm qua mình về mình hướng dẫn là khi nào rảnh không đi học là dọn hết lại cho sạch sẽ chỗ khu này cho mình, nhặt hết sạch cỏ, các em đang làm rất sạch sẽ luôn. Và hỏi các em đâu mệt thì mình biết là các em đã là làm là tuổi sức thanh niên mà mệt này, mình cũng mua một ít sữa lên bồi dưỡng này mọi người cho các em. Đây, Mateo. Yeah. Đây, camera men. Mọi người thông cảm là mình mới tuyển anh cameraman nên là anh cũng mới đang mình đang hướng dẫn anh tập cho anh ấy quay dần nhé mọi người. Thì anh cameraman cũng có một hoàn cảnh rất là khó khăn nên mình mới tuyển anh ấy vào để đi quay cho mình, cũng như để cho mọi người xem những cảnh đẹp nhất đây. Đây là mình cũng đã mua một số sữa, nước sữa hoa quả này, để nên là bồi dưỡng cho các em này, dứa, cam này, là đầy đủ các loại. Đi ra, đi ra bè. Đây là có 13 em nhé mọi người. Thì 13 em là đã đi học về và làm với mình. Còn là thiếu 3 em chưa về, là mình đã giao sữa cho em lớn nhất để tí các em về sau là cho các em sau nhé. Ờ tôi đủ bebe gót đàn để vô đây nữa. Sì. Mateo, các bạn đi không? Sì. Anh đi gót đàn sổ ung để vô các thăm em. Yeah. Gót đàn sổ. Tôi đủ bebe để vô đây tất cả bạn. Mấy em, cả em lớn, cả em nhỏ là các em là vừa mới làm xong này mọi người. Đây, nghỉ. Vui à? Vui à? Chắc bè ba. Chắc bè ba. Ba không? Bè ba. Đi không à? Ngon. 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 Ra nhà nó em rồi à? Ở đây là rất là nhiều gà nhá. Họ nuôi ở quanh đây đấy, mọi người nó đến đây rất là nhiều. Anh em mình sẽ tí đã cuốc và ngày mai, hôm nay chưa thể quay lưới được. Vì hôm qua là mình tính mình làm một cái mảnh thẳng này thôi mọi người. Nhưng mà mình quan sát là đây là vướng rất nhiều gốc cây to này. Mình sợ là ảnh hưởng cây là
ở trên mà cây to quá, ở dưới trồng rau không được tốt, nên mình mở thêm một đoạn nữa ở ngoài kia. Đấy, mình mở thêm một đoạn nữa ra ngoài này, mình đã quay vuông. Và đây mình trồng thẳng. Cái chỗ này là ngoài này, chỗ này nó quang, rất là nhiều gà, mình sẽ khắc phục sau. Đất này, đất này thế nào này? Tabo. Ra tôi đuổi ra bé. Thôi vai tao ra ba câu mình. Ra. Thì ok nha mọi người. Thì mình cũng đã đến thì các em đã dọn sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ, vì bây giờ ở đây là rất là có 10-13 em cơ. Nhưng mình cái này là mình phải chia đội ra để cho các em làm sao cho nó khoa học nha mọi người. Thì để cũng như mình hướng dẫn các em là mình sẽ hướng dẫn được bài bản một. Thì có lẽ là mình sẽ sắp xếp mấy em lớn thôi, còn mấy em nhỏ mình để cho các em đấy làm những việc nhẹ nhàng, còn mấy những em lớn là mình sẽ cho các em đi cuốc đất lên, xới đất cũng như làm cùng mình, còn những em nhỏ là để đứng ngoài cho phụ nữa mọi người. Thì mọi người mong mọi người xem video thông cảm vì các em này tuổi còn nhỏ mà cũng như kiểu làm cái công việc như trồng trọt này là cũng là thuộc công việc nặng nhọc và cũng cần tỉ mỉ, nên lần đầu tiên các em ấy làm thì nói chung chắc chắn sẽ có nhiều điều rất là bỡ ngỡ với các em đấy, nên là mình sẽ hướng dẫn các em lớn làm, còn các em nhỏ bữa sau là mình sẽ hướng dẫn là đi xách nước là phụ các em lớn làm cho mọi người. Thì mình sẽ hướng dẫn các em là bài bản từng công đoạn một nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ nói chuyện với em lớn, mấy em lớn nhất ở đây. Đôi ăn một bánh không cần ao vô đó. Sí. Em sẽ đầu tiên đây. Cá bạc tuồng. Sí. Sí. Tính quan tuồng anh của tính quan tuồng gran đây. Bia sa thịt cá sấu. Grande. Un grande. 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 La yo di do. Lázaro. Adelino. Justino. Negi. Justino. To set na ba. Dito. Alo. Sea. Mình sẽ lấy, mình sẽ chọn là 6 em to khỏe nhất mọi người, để cũng là như kiểu đàn anh ấy, để làm cho các em học hỏi cũng như các em ấy để phụ mấy anh này làm nhé mọi người. Ao là sẽ là mình một vai thôi. Ta ba công mình nếu mặt tiền vai ta và cùng hả ta bên vai. Bây giờ mình đã nói các em đi cuốc cùng với mình từ làm từ đầu này ra trước nhé mọi người. Tôi được kiên sao về kì. Các em nhỏ mình sẽ hướng dẫn để cho đi nhặt gạch sỏi đá này, nhặt nhắn ra ngoài vì đây là các em mới dọn xong. Tu đủ kiên xà vai em là thích ra kia. Biên lý sử. Hả? Đi. Ê. Lý sử qua là. Hả? Đây muốn tu lý sử kì. Kia này. Kia xà. Anh lý sử kì. Kia xà. Hả? Gọi là các em nhỏ làm, gọi là tuổi nhỏ làm việc nhỏ nha mọi người. Các em nhỏ đi nhặt vẫn rác cũng như là sỏi đá ở trong này vứt ra ngoài, còn các anh lớn là đi cuốc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các em là đi cuốc hết sới đất lên nha mọi người, để cho hả hơi cũng như nhặt những vẫn rác cũng như cây quả dại, gốc cây quả dại ở dưới này nha mọi người, để bữa sau cho nó hả hơi đất, là bữa sau anh em mình sẽ lên luống và sẽ trồng rau ở chính là trên chỗ này luôn. Khu này là anh em mình đã thấy là rất là đẹp. À, ngày xưa không biết là người ta trồng cái gì rồi không biết, nhưng cũng có cái luống này này mà bỏ hoang rất là lâu rồi mọi người. Em lớn nhất ở đây đang ra nói với mình là cho hai em nghỉ là để đi lên trên, đi vào trong như kiểu trong gần như trong rừng ở trong kia đấy, để kiếm rau về tối ăn nhá mọi người. Đối thôi đối dù thôi được tới đấy cho ba em đi kiếm rau. Ok, nó tên đúng lên phải 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 ai nhỉ vậy 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 vậy
vai ao lá tia da cô vì đôi mắt xem anh đâu tia da sô tia da cô vì aki coi nha tao vào đôi mắt xem anh đâu tia da cô vì aki tao vào vai tia da em lớn nhất đang bảo mình là cho ba em nghỉ để đi nhặt đi kiếm rau về tối ăn nhé mọi người. Đây là anh lớn đang chỉ đạo đây. Ba em nhỏ đi lấy rau và ba em về nấu cơm. Đây, em bị trèo ra mà bị quát rồi không cho trèo. Tao vô. Nó sự view là gì? Muốn được quy là đủ. Hả? Các anh vai con đi nha. Con đi nha. Sì. Tao đây là mình vai con đi nha. Ở trong kia là một số người cũng là như kiểu là không có nhà ở này, cũng đến ở nhờ nè mọi người. Kìa, mấy người lớn tuổi, mấy bác trung trung tuổi nhá. Đang ngồi trên tường kìa. Tối là ngủ nhờ trong mấy cái ngôi nhà bỏ hoang ở trong. Bên kia cũng có một số chị đang ngồi chải đầu ấy. Là những người kiểu không có nhà cũng đến ở nhờ đi, ở nhà hoang. Đó. Căng xa đúng không? Yeah, yeah. Mình đã hỏi anh Mateo này có mệt không? Mateo bảo mệt. Tôi đủ căng xa đúng không? Căng xa. Mấy em này là mình hỏi là mấy em có mệt không? Em nào cũng bảo mệt. Mình căng xa đồ ấy. Là như kiểu là rất là mệt đấy mọi người. Ai qua xem đá kìa. Phải nào bô cà đủ. Mệt thì ngồi nói chuyện một tí. Với cà kì. Mateo xem đá kìa. Nói chung là mấy bữa anh em mình lên là giúp các em nhỏ ở đây nha mọi người. Thì mình cũng sơ ý, cũng nhiều khi cũng chưa có thời gian để ngồi hỏi chuyện hay là tâm sự hay là hỏi tên về mới hỏi suy nghĩ về của các em nha mọi người. Thì hôm nay làm cũng mệt rồi. Thì cũng muốn là giờ này cũng giờ về, anh em mình là giờ về cũng nấu ăn cũng nghỉ. Như các em là trong là có người mình đã sắp xếp cho mấy em là vào nấu ăn rồi, là tí mấy em này là về là có cơm ăn rồi, nhưng mình về còn nấu cơm nên tranh thủ ngồi nghỉ cho nó mát tí để hỏi cũng như hỏi tên, hỏi chuyện các em tí. À, vô xe lôm rồi kìa. Sì. Lôm rồi. Lột. Lột đi. Sì. Ôi từ đâu? Justin. Ôi từ đâu? Lázaro. João. João. Avelino. Avelino. Amin. Amin. Nascimento. Cimento. Basta cimento. Deve fare casa. Come un nome cimento? Come? Francesco. Francesco. Eduardo. Eduardo. Sì. Non mentirà? Cimento. Mentirà? Você, no. Ele no nome cimento? Sì, nascimento. Nascimento. Sì. Tá bom. Anh em rất là vui nha mọi người. Mình cũng chưa hỏi. Aqui a kênh tên La Monada. Namorada. La Monada. Namorada. Não. Você quantos anos ainda não tem namorada? Dois anos. Hã? Dois anos. Quantos anos você agora? Tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. Em này là mình hỏi em này là 20 tuổi rồi nhé. Mình hỏi là trong đây là em nào là có người yêu rồi, có bạn gái rồi. Nhưng mà các em cười là chưa em nào có. Là nó tên kênh tên Namonada. No. Kênh cái đồ Namonada agora. Que quere? Nói chung là em lớn nhất là Vin thì ra đồ. Sì, 20 anos. Em lớn nhất ở đây là 20 tuổi nha mọi người. Là anh cả là 20 tuổi này. Mình đang đùa cái em ấy cho vui thôi. Là em nào ở đây là có người yêu rồi, chưa em nào có, mình hỏi là có em nào muốn người yêu không. Các em ấy cười như kiểu xấu hổ ấy, vẫn là ngại ấy. Em là yêu gì sớm mà. Điệp bôi, áo là Mexico là ta bình. Sì. Điệp bôi tên mua tụt ra ba tên đinh nha rú. Sì. Điệp bôi la mona da ta bem. Sim. Casamento tá bom. Sim, casamento. Agora ainda não tem nada aí como na mona da. Tá bom. Yeah. Mình đang bảo là các em bây giờ còn trẻ ấy, nó chịu khó mà học cái đắng. Khi nào học giỏi rồi, có nghề rồi, có tiền rồi. Ăn đi vợ. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bem. Tá bom. Muito bom. Thì nói chung là ngồi nói chuyện vui với em một chút thôi. Cũng mình cũng chuẩn bị về phải để cho các em cũng nghỉ ngơi chút cho mọi người. Vì anh em mình lên giúp các em đấy thì mình cũng sắp xếp làm sao cho các em có
có thời gian vừa làm cùng anh em mình và cũng có thời gian nghỉ ngơi vì đang sức thanh niên mọi người, đang còn tuổi ăn, tuổi ngủ, còn học nữa. Mà bây giờ là mình lên mà nói chung là để các em làm nhiều quá thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Mới thực tế thì ăn uống thì chắc chắn là chưa thể no bụng được rồi, nên là làm việc thì hiệu quả chắc chắn là nó sẽ thấp, nào cái đấy là điều tất nhiên. Nên là mình cũng mỗi hôm lên là giúp các em và hướng dẫn các em căn bản từng công đoạn một, từng chút một, để sau này các em đấy có một cái kiến thức thật tốt nha mọi người, cũng như tự trồng trọt và tự sản xuất ra lấy lương thực phẩm để sử dụng trong gọi là ăn uống, trong sinh hoạt hàng ngày nha mọi người. Thì dù nó không được nhiều, hy vọng là cũng đỡ đi phần nào vất vả của các em nha mọi người. Thì ok nha mọi người, thì video hôm nay mình cũng xin được dừng lại tại đây. Mọi người thấy video hay, video ý nghĩa, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh để mình có nhiều động lực ra nhiều video hay cho mọi người xem nhé. Chào các bạn.